Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là mục tiêu mà dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng kinh doanh hướng tới. Trong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống tuần này, sau phần điểm những thông tin về hoạt động của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh là phóng sự đề cập tới nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với mong muốn được trao gửi yêu thương giúp những phụ nữ kém may mắn an cư, nhiều năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chung tay thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng mái ấm tình thương. Việc vận động nguồn quỹ cho chương trình mái ấm tình thương được cán bộ hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Các cấp hội cơ sở đã tranh thủ sự ủng hộ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm để có nguồn lực giúp phụ nữ nghèo an cư. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được 3,3 tỷ đồng làm 87 nhà mái ấm tình thương, tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó đã góp phần động viên khích lệ họ vươn lên, tích cực thi đua lao động sản xuất và tham gia các hoạt động cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn về trồng chăm sóc cây quế, kiến thức bảo vệ rừng, phòng chống biến đổi khí hậu và trao 100.000 cây quế giống hỗ trợ cho các hộ dân hai thôn Nậm Mả và Nậm Trang, xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn. Tại buổi tập huấn, đại diện 60 hộ dân tham gia dự án đã được hướng dẫn về quy trình trồng, chăm sóc và khai thác quế theo tiêu chuẩn hiện nay, các nguyên tắc khi sản xuất quế hữu cơ, giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh, các bước phân loại nguyên liệu, thành phẩm và bảo quản sản phẩm sau sơ chế. Cũng tại lớp tập huấn, chị em đã được trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc về quy trình trồng, chăm sóc và khai thác quế. Dịp này, có 60 hộ hội viên tham gia dự án được hỗ trợ 100.000 cây quế giống, mỗi hộ 2.000 cây. Chi hội phụ nữ Kim Tân 1, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai vừa tổ chức khánh thành mô hình ngõ phố sáng xanh sạch đẹp. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam và thành công Đại hội Phụ nữ các cấp. Công trình có tổng giá trị trên 36 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các hộ dân trong ngõ, với các hạng mục chính như sơn rửa, cải tạo lại và vẽ trang trí bức tường phía xí nghiệp in và các hộ dân, với tổng chiều dài 30 mét. Lắp hệ thống đèn LED dọc chiều dài ngõ, công trình đã góp phần làm cho con phố sáng xanh sạch đẹp. Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Phụ nữ các cấp. Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã có 20 công trình phần việc được hoàn thành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những thành công giai đoạn 1 của dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng sản xuất kinh doanh, gọi tắt là dự án GRID, bước sang giai đoạn 2. Dự án tiếp tục lựa chọn 17 đơn vị chủ yếu là tổ hợp tác xã do nữ làm chủ để cùng đồng hành, hỗ trợ, nâng cao năng lực kinh doanh, kết nối thị trường và chia sẻ kinh nghiệm nhằm cải thiện chu trình và tăng tốc trong sản xuất và kinh doanh của các đơn vị tham gia dự án, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Chưa có quầy lễ tân làm nơi khách nhận, trả phòng. Marketing kém, nguồn khách hạn chế, doanh thu thấp, không đủ bù chi phí, nhân sự chưa được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Đó là những khó khăn ban đầu của gia đình chị Giàng Thị Khô, đường Điện Biên Phủ, thị xã Sapa, gặp phải khi bắt đầu thực hiện mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, những khó khăn này đang dần được chị tháo gỡ khi tham gia dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2. Tham gia dự án, vợ chồng chị Khô đã được dự các buổi tập huấn về phương pháp kỹ năng quản trị kinh doanh, được hỗ trợ tư vấn thường xuyên, liên tục từ đội ngũ chuyên gia về kỹ năng marketing, hướng dẫn xây dựng không gian đón tiếp du khách và trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 tác động tiêu cực khiến doanh thu từ khách nước ngoài tại cơ sở hầu như không có. Tuy nhiên, với sự tư vấn từ chuyên gia, homestay của anh chị đã dần thay đổi nhận thức và chuyển hướng tiếp cận đến đối tượng khách hàng nội địa, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp ngay tại homestay gắn với những nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch lưu trú dài ngày tại cơ sở. Trước thì em không có cái quầy lễ tân đón khách, xong là có các anh chị xuống đây tư vấn cho, xong là em cũng làm được cái quầy lễ tân đón khách, cũng
cái không gian đẹp hơn và cũng ấm áp hơn nhiều nữa. Mong muốn là sau này hết dịch bệnh, sau này cũng mong muốn là các anh chị nó sẽ giới thiệu và kết nối thị trường cho được xa hơn. Đối với cơ sở kinh doanh The Link Farmstay này, khi mà chúng tôi đến đây thì họ chưa có khái niệm về làm một cái mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm. Đấy, và các cái không gian thì họ chưa được bố trí một cách khoa học chuyên nghiệp. Đấy, và các cái kỹ năng về nghề thì du lịch cũng như là đón tiếp khách thì hầu hết họ còn rất là bỡ ngỡ. Đấy, thì qua quá trình tập huấn của hội phụ nữ cũng như là qua quá trình tư vấn của chúng tôi thì họ đã cùng với chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 3 tháng rồi là 6 tháng để qua đó thì họ có hoàn thành được các cái mục tiêu đặt ra. Khởi nghiệp từ việc tận dụng những lợi thế sẵn có của địa phương. Năm 2019, chị Trần Anh Xuân, thôn Xả Xén, xã Tà Phìn, thị xã Sapa đã thành lập hợp tác xã Sapa Secret và bắt tay vào sản xuất các sản phẩm từ cây tía tô. Mặc dù với đa dạng các dòng sản phẩm như trà túi lọc tía tô, cao tía tô, sữa tắm, sữa rửa mặt tía tô, nhưng thời gian đầu đi vào hoạt động, do không được đào tạo bài bản cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nên chị Xuân cũng gặp không ít khó khăn trong khâu điều hành và giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, với việc được Hội Phụ Nữ Thị xã Sapa tạo điều kiện để tham gia dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2, đã giúp chị Xuân có thêm kiến thức kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì cho sản phẩm cũng như kết nối thị trường tiêu thụ. Nhờ áp dụng kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh được trang bị qua các lớp tập huấn, học tập thực tế và sự tư vấn từ chuyên gia. Đến nay, chị Xuân đã điều hành hợp tác xã hoạt động ổn định, hiệu quả với lượng khách hàng tương đối ổn định. Các anh chị có những cái chương trình mà tập huấn để mình tiếp cận với lại khách hàng, rồi cải thiện sản phẩm về bao bì, nhãn mác, rồi truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì bọn mình là được hỗ trợ về các anh chị hỗ trợ như thế, xong rồi sau đó thì về cải thiện sản phẩm. Thì sau đó thì bây giờ thì bọn mình tiếp cận khách hàng tốt hơn. Thì trong cái tháng vừa rồi, như 2-3 tháng vừa rồi thì hợp tác xã mình đã tăng được cái mức doanh thu lên tầm 30% so với cái thời điểm trước đây. Dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng sản xuất kinh doanh được Hội Phụ Nữ tỉnh triển khai từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 và chia thành hai giai đoạn. Nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự sản xuất kinh doanh, dự án đã lựa chọn hỗ trợ 32 cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo. Trên cơ sở kế hoạch lộ trình dự án đề ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã được tham gia các khóa tập huấn tăng cường năng lực kinh doanh, tập trung vào khai thác nội lực của doanh nghiệp, quản trị sản xuất và xây dựng kế hoạch kinh doanh, marketing sản phẩm. Để thúc đẩy tăng cường năng lực, tự tin, mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh doanh cho phù hợp, các cơ sở được tham quan thực tế tại nhiều mô hình kinh doanh tại các địa phương khác, đồng thời tham gia kết nối thị trường, thực hành kỹ năng bán hàng. Qua đây, các doanh nghiệp, cơ sở đã tìm được khách hàng mới. Bên cạnh chuỗi hoạt động tập huấn kết nối, dự án còn tổ chức cuộc thi Hạt giống thúc đẩy kinh doanh, trao 230 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của dự án cho 29 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ liên kết có ý tưởng kinh doanh khả thi. Chúng tôi cũng tập trung vào hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nữ, các cái hợp chủ yếu là các cái hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, các cái hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, thì chúng tôi cũng thực hiện các cái nội dung để hỗ trợ và hỗ trợ rất là cụ thể và trực tiếp đến từng các cái hợp tác xã cũng như là từng hộ gia đình. Do cái dịch Covid-19 nên là cái việc mà bán hàng ấy thì nó cũng hạn chế, nhưng mà cái cơ bản nhất là người ta đã có những cái kỹ năng để người ta chuyển đổi. Ví dụ người ta không bán trực tiếp được ra thị trường thì người ta đã bán thông qua các cái thương mại điện tử cũng như là những trang Facebook rồi là Zalo, thì chúng tôi đều có những cái tập huấn để người ta kết nối với thị trường bên ngoài. Bằng sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh của mình, cùng với sự hỗ trợ từ dự án thúc đẩy doanh nghiệp nữ Lào Cai mở rộng sản xuất kinh doanh, đã tiếp thêm động lực để các chị em phụ nữ đang làm chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh của mình, cải thiện chu trình giúp tăng tốc trong kinh doanh, kết nối giúp tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao vai trò vị thế kinh tế cho phụ nữ. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.